Vâng, chào các bác nhé. Chào các bác, là ba con đẩy Nhật có thương hiệu là Ramsa. Đây em về được ba con giống nhau ha. Đây dòng này thì cái model của nó là Ramsa QB9110. Đây, cả ba con đều là Ramsa 9110. Đấy, dòng này thì là dòng đẩy 2 cân. Để các bác có thể thấy là hai volume hai bên này các bác này. Đấy, volume A, volume B ha. Và một đốt nguồn ở giữa này. Đấy, hai con trên thì em đang mở nguồn cho các bác xem này. Đấy. Tất cả là đã test hoạt động hoàn hảo rồi ha. Các bác mua về chỉ việc xài thôi. Rồi em sẽ tắt một con đi. Tại vì cái ổn áp nhà em nó có 1 kg ha, nên là em xài một lúc hai con thôi các bác ạ. Đây em mở con thứ ba lên cho các bác xem ha. Đấy, hai đèn hai bên và chuẩn bị đóng đơ le đây. Đấy, hai cân đã đóng đơ le rồi ha. Đấy, ba con này thì đã test hoạt động hoàn hảo rồi. Đấy, những mặt hàng em bán thì em bao sóng hết cho các bác ha, bao sóng bao zin. Về chỉ việc cắm vào là nghe thôi các bác ạ. Rồi các bác có thể thấy là một thương hiệu Ramsa đây, đến từ Nhật ha. Đấy, dòng đấy 2 cân. Nó có hai cái tai sắt hai bên này các bác này. Đấy. Con này thì nó chạy 8 sò than Senken 2 vít. Đấy, một dòng sò lớn ha, sò 2 vít. Đây các bác có thể đánh được những đôi loa hàng bãi Nhật Bass 30 rất là căng. Hoặc là các bác có thể chơi được hai đôi loa Bass 20 ha. Chẳng hạn như là những dòng loa treo tường BMB, Pioneer hoặc là những đời Boss 301 ha, các đời series. Thì các bác có thể đánh được hai đôi loa Bass 20, những dòng loa treo tường á. Rồi em sẽ mở bên trong cho các bác xem. Đây em tắt con trên đi ha. Và em mở bên trong nội thất cho các bác xem. Đấy, nắp lưng thì hàng bãi về thì nó có những cái dấu in ha. Họ kê âm ly lên thì nó có dấu được bác này. Đây em có lau sơ qua rồi nhưng mà nó không có ra ha. Nói chung là mặt lưng thôi, như vậy nó cũng còn rất là tuyệt vời được bác ạ. Hàng bãi về như vậy là còn rất là mới rồi ha. Đấy. Phần mặt mũi thì nó còn mới lắm các bác ạ. Rồi và tiếp theo là bên trong nội thất đây. Đấy, nội thất cả ba con thì nó đẹp như nhau các bác ạ. Rất là đẹp ha. Ba con đều như nhau. Đây các bác xem vĩ mặt của nó là chi chít luôn. Đây nó có đề các bác này, bên đây là bên A ha. Đây CHA này. Và bên đây là CHB này. Đấy. Những vĩ mặt của nó là chi chít luôn ha. Bên trong thì nó khuất ánh sáng, nó hơi tối quá. Bên đây thì các bác có thể thấy rõ hơn này. Đấy. Rất là nhiều tụ bên trong ha. Sò thì nó nằm bên trong đây các bác này. Nó nằm ở dưới cái vỉ màu xanh này, này. Cho nên là mình rất là khó thấy ha. Đấy em nói cho các bác nghe là 8 sò. 8 sò than Senken 2 vít. Một bên là 4 con ha. Bên đây 4 con này. Bên đây là 4 con. Đây sò 2 vít thì nó to cỡ này các bác này. Sò một vít thì nó tầm bé vậy thôi ha. Rồi bên trong là một cái nguồn này và hai tụ lọc Ramsa. Đây hai con tụ lọc này các bác này. Đây linh kiện của nó cũng còn rất là mới ha, các bác có thể thấy này. Rồi nó có một cái quạt tản nhiệt ở trên đây các bác này. Rồi và đây là phía sau thông số đây. Đây các bác xem phía sau cả ba con đều còn rất là mới ha, phía sau này ba con luôn. Đấy. Rồi, đường vô của bác này. Đường vô thì các bác có thể vô đường 6 ly hoặc là cái nông cái, cái nông đực ha. Đây, bên B đây và bên A đây. Đây, các bác cắm mỗi bên một một giắc ha. Các bác hay dùng mà các bác xài 6 ly, các bác cắm bên đây một lỗ này. Và bên đây một lỗ ha. Rồi, và đây là cầu loa đây. Rồi, cái thông số của nó đây các bác này. Con này thì nó đề điện 100V ha. Đây, công suất 630W này các bác này. Đấy. Đấy chung cũng khá là khỏe các bác ạ. Rồi con này thì nó có đề 8 ôm các bác này. Ha, và ở đây nó cũng có đề 4 ôm này. 4 ôm thì là 150W cộng 150W ha. Trên 4 ôm này các bác này. Đấy. Rồi các bác xem lại ha, rất là mới luôn. Dòng này thì em bán rất là nhiều rồi các bác ạ. Bán rất là nhiều cái dòng Ramsa 9110, 9220 ha. 8 sò than Senken 2 vít thì các bác đánh loa Bass 30 của Nhật thì rất là vô tư được các bác ạ, rất là nhẹ nhàng ha. Đấy, cả ba con thì cũng còn rất là mới này. Rồi em cũng xin báo giá luôn, nói chung là giá thì nó rẻ y như là đẩy tàu các bác ạ. Đẩy Nhật nhưng mà em bán giá rẻ như đẩy tàu luôn ha.
Rồi Ramsa 9110, mức giá thời điểm này thì là 3,5 triệu ha, 3,5 triệu đồng một con các bác ạ. Đấy, nó rẻ y như đẩy tàu luôn, nhưng mà chất âm thì chắc chắn là nó sẽ hay hơn đẩy tàu nhiều ha. Đẩy Nhật thì chất âm của nó bao giờ nó cũng sáng sủa hơn là những con đẩy tàu. Đẩy tàu thì cái tiếng các bác có thể biết là nó tù, nó hơi tối các bác ha. Đấy. Rồi giá là 3,5 triệu một con các bác ha. Rồi bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé, 0981 38 48 42. Rồi em cũng xin chào các bác nhé.